kem trị nám tàn nhang Melasma đang được chị em tin mua nhiều lắm, vì nhiều chị em đã xài và hết nám nhanh, không những thế da lại trắng đẹp và mịn màng hơn rất nhiều. Khi bị nám da thì ai cũng buồn và mất hẳn tự tin. Vì mỗi lần soi gương lại cứ nhìn thấy những vết nám nhem nhuốc trên mặt, có trang điểm kỹ mấy thì cũng không che hết được. Và không phải loại kem nào cũng đều phù hợp với da của bạn, nên đôi khi bạn cần phải thử, để tìm cho ra loại mà bạn xài lên da hợp thì mới hết nám và tàn nhang được. Bên mình là shop bán hàng, có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả trị nám tàn nhang tốt nhất cho bạn vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần trong kem mà có hàm lượng ở mức cho phép, vừa đủ để mang lại hiệu quả tốt nhất cho làn da của bạn, giúp cho da trị nám tàn nhang trắng mịn hồng hào, để bạn có thể tự tin ra đường mà không cần phải trang điểm để che giấu những đốm nám. Các thành phần trong kem chính hãng không gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khác như kích ứng da hay nổi mụn. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã cố tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền, rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không, da bạn bị kích ứng, da đen sạm hay bị nám trở lại nhiều hơn, họ cũng chẳng quan tâm đến. Kem trị nám melasma hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều, bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không, đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị nám melasma hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.